Xin chào quý vị các bạn. Dung Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc Mazda. Mazda 6 sản xuất năm 2018 bản Premium. Chiếc xe này là bản full Premium động cơ 2.0 sản xuất năm 2018. Hiện nay được bán tại chợ ô tô số 1 Hải Dương. Xin giới thiệu với quý vị, đây là bản Mazda 6 Premium 2.0 Premium ạ. Cái bản này thì nó có nhiều cái tính năng hơn là cái bản thường. Và với dòng Mazda 6 2018 thì có 3 phiên bản, đó là phiên bản 2.5, 2.5 Premium và phiên bản 2.0 Premium và phiên bản 2.0 thường. Thì đây là phiên bản 2.0 Premium. Nó có khác bản thường và nó cao cấp nhất, nó full option, nó cao cấp hơn bản thường ở những cái điểm gì thì tí nữa mình sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn. Còn mình xin quay về thân vỏ của chiếc xe, sau đó mình sẽ đi về nội thất của chiếc xe cùng như những cái tính năng ưu việt được trang bị trên chiếc xe này. Thì mình chỉ nói lại một lần nữa, đây là chiếc Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium sản xuất năm 2018, động cơ 2.0 và hiện nay đang được bán tại Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá là 765 triệu đồng cho một chiếc Mazda 6 bản Premium 2.0. Thân vỏ nội thất ở ngoại thất bên ngoài thì như quý vị nhìn thấy trên màn ảnh đây, thì 4 la răng đúc, 4 phanh ABS và phiên bản Premium thì nó là được trang bị la răng R19. Còn phiên bản thường thì là la răng R17. 19 inch các bạn nhé. Thì các bạn sẽ thấy là cái bánh của nó rất là to, bởi vì la răng của nó là la răng R19. Còn nếu như bản thường thì nó sẽ là la răng R17. Và đấy là cái bên ngoài, các bạn nhìn thấy ngay là phiên bản Premium, la răng nó to hơn, lốp nó to hơn. Và một cái nữa, phiên bản Premium như chiếc xe này, ngay ở bên ngoài các bạn thấy đó là giải đèn LED ạ. Tức là ngoài cái đèn pha là đèn bi xê lông siêu sáng mắt liếc, quý vị đánh lái đến đâu thì đèn pha sẽ dọi đến đấy, tức là điều chỉnh góc độ ánh sáng, và đồng thời là có một giải đèn LED chống lóa ở bên ngoài. Đây là giải đèn LED công nghệ Headlight ALH, viết tắt của chữ Headlight, LED Headlight. Đây là công nghệ mới được tích hợp trên chiếc Mazda 6 2018 này. Đây ạ, quý vị có thể nhìn thấy bên ngoài, bên trong đây nó là đèn bi xê lông siêu sáng mắt liếc. Quý vị đánh lái đến đâu thì đèn pha sẽ đi theo vô lăng. Đánh lái sang phải thì đèn pha sẽ quay sang phải, mà đánh lái sang trái thì đèn pha sẽ quay sang trái. Bên ngoài này thì có một giải đèn pha, đèn LED chống lóa. Bên ngoài này có một giải đèn LED chống lóa. Nó gọi là, nếu như phiên bản thường thì sẽ không có, mà chỉ trên phiên bản Premium 2.5 và phiên bản Premium 2.0 mới có cái giải đèn LED này quý vị nhé. Thì xe có giải đèn LED này, đây là phiên bản Premium 2.0 có cái giải đèn LED tích hợp công nghệ Adaptive LED Headlight, đó là công nghệ ALH. Vành 19 inch. Đây ạ, mình sẽ quay đây ạ. Các bạn có thể nhìn thấy đây. 225 gạch chéo 45R19. Các bạn nhìn thấy đây, đây là la răng nó rất là to, lốp la răng to. Thì nó được tích hợp ở trên bản Premium, còn bản thường thì nó sẽ là R17. Đấy là phân biệt ngay từ bên ngoài các bạn đã nhìn thấy rồi. Đơn giản nhất. Đấy là mình nói qua một chút
Rồi xe được trang bị cảm biến này. Đây ạ. Các bạn nhìn thấy thân vỏ rất đẹp ạ. Sinh nhan trên gương nó làm rất nhỏ. Đây, sinh nhan trên gương. Nhìn thì tưởng như không có sinh nhan trên gương, nhưng mà đây ạ. Các bạn nhìn thấy một dải đèn led rất nhỏ nằm đây. Đây ạ, sinh nhan trên gương đây, dải một dải đèn led rất nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ nói qua một chút về cái dòng xe này. Thì chiếc Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium hiện nay có giá xuất xưởng là 900 triệu đồng. Giá xuất xưởng chưa thuế các bạn nhé. Giá xuất xưởng chưa thuế hiện nay là 900 triệu đồng. 899 triệu đồng là giá xuất xưởng chưa thuế hiện nay. Xe mới tinh. Xuất xưởng chưa thuế ạ. Em ơi, nghe anh cái điện thoại cái nào. Giá xuất xưởng chưa thuế hiện nay là của phiên bản 2.0 Premium là 899 triệu đồng. Tức là 900 triệu chưa thuế. Cả thuế vào lăn bánh nó sẽ là rơi vào hơn 1 tỷ. Chiếc xe này nếu như mà lăn bánh nó sẽ rơi vào hơn 1 tỷ. Nhưng hiện nay xe đang được bán tại Dung Audi với giá là 765 triệu đồng. Cho một chiếc xe tiền tỷ, hơn 1 tỷ để lăn bánh, giá xuất xưởng là 899 triệu, tức là 900 triệu. Và hiện nay mình bán có 765 triệu các bạn nhé. Đấy là về giá, đầu tiên là về giá. Thứ hai nữa là về ngoại thất thì chiếc xe này là dòng phân khúc hạng D. Nó có chiều dài là hơn 4 mét rưỡi. Hơn 4m86, tức là nó gần 4m9, chiều dài là gần 4m9. Chiều rộng là 1m85 và chiều cao là 1m gần 1m rưỡi. Thì giờ đây là dòng phân khúc hạng D rồi. Nhưng mà phân khúc hạng D, nhưng chiếc xe này thì tính là đây các bạn nhìn này, hạng D nhưng nó cũng thuộc dạng là hạng D, nhưng mà cũng thuộc dạng to của hạng D rồi. Dài rộng. Nếu mà so với hạng D thì chiếc xe này vẫn là to so với các những chiếc xe hạng D khác. Nó dài hơn, rộng hơn. Và cái phiên bản này thì là đã được gọi là, nó gọi là phiên bản facelift. Phiên bản facelift cho nên là các cái đường nét của xe nó làm cực kỳ đẹp. Chiếc Mazda 6 2018 này đã được lên phiên bản facelift, cho nên là nó diện mạo của nó gọi là facelift. Nó đi chú trọng vào cái diện mạo bên ngoài, hình ảnh. Facelift là hình ảnh bên ngoài, các bạn nhìn đây. Cái mặt ca lăng này, đèn pha này, cái đường gân, đường gờ nó tạo điểm nhấn, điểm chìm, điểm nổi. Nó không phải là phẳng lì như những các dòng khác. Mà đây là các bạn nhìn thấy đây. Ví dụ như là cái ở góc độ này thì các bạn nhìn xem đấy, đèn pha nó sẽ tụt vào trong một chút. Và cái chỗ này nó sẽ nhô ra khoảng độ 15 phân. Các bạn nhìn thấy chưa? Thì các cái đường đèn gầm này, các cái đèn gầm nó cũng đường gân, đường nổi. Qua video thì quý vị sẽ khó phân biệt hơn là nhìn mắt thường. Nó có tạo cái gọi là, gần như mình nói là, nói chung với nhau mình gọi là 3D. Tức là nó có diện mạo 3D, tức là có điểm lồi, điểm lõm. Bố cục của nó là phải nhìn bằng mắt thường thì nó không phải phẳng lì như tất cả các dòng xe trước đây. Mà đấy các bạn nhìn thấy, riêng kể cả mặt ca lăng. Cái mặt ca lăng chỗ này nó cũng lõm vào này. Lõm vào này, lồi ra, lõm vào, lồi ra. Tất cả các điểm nhấn của nó đều có G cạnh 3D, chìm nổi. Kể cả thân vỏ cũng thế ạ. Cho nên là nó tạo ra cái điểm nhấn tuyệt đẹp. Đây ạ, kể cả là phần đuôi xe. Các bạn nhìn thấy cái lớp mạ chrome này cũng được nhô ra ngoài một chút. Đây ạ, đây là gọi, người ta gọi là, cho nên là ở cái phiên bản này được mang diện mạo phiên bản facelift. Nên là Mazda 6 2018 duy trì những đường nét cực kỳ lịch lãm và sang trọng. Và đây là chiếc sedan phiên sedan hạng D
và nó có những cái điểm nhấn thì mình cho rằng là khá đẹp. Còn về cụm đèn pha thì mình cũng nói với các bạn rồi, ở phiên bản Premium nó là đèn pha mắt liếc, đèn sẽ tự động điều chỉnh theo góc lái của vô lăng. Đèn pha nó là đèn bi xê lông siêu sáng và tự động điều chỉnh theo góc lái của vô lăng. Đồng thời ở bên ngoài nó có một dải đèn LED. Một dải đèn LED đây ạ, một dải đèn LED, quý vị có nhìn thấy một dải đèn LED đây. Thì cái đèn LED này nó sẽ có tác dụng là chống lóa cho người đi ngược chiều. Tức là xe ngược chiều sẽ chống lóa, nhưng mà ngược lại thì xe của mình thì lại ngồi trong xe của mình thì nhìn ra thì ánh sáng cực tốt, nhưng mà người đối diện thì sẽ được chống lóa, tạo cho cái tầm quan sát của người lái xe Mazda 6 này tầm nhìn tốt hơn và không gây ảnh hưởng đến những xe đi ngược chiều. Cụm cánh mặt ca lăng, cánh tản nhiệt đây thì được tạo bởi một đường cánh cung mạ chrome. Đây ạ, đường cánh cung như một hình cánh cung luôn. Đây ạ, một hình cánh cung, như một hình cánh cung tạo sang hai bên. Các bạn nhìn thấy đây ạ, đây ạ, nó như một đường cánh cung. Mình sẽ xa cho tổng thể cho các bạn nhìn. Đây ạ, cái mặt ca lăng, mình gọi là mặt ca lăng hoặc là mặt lưới tản nhiệt cũng được, thì được viền là được mạ chrome hình cánh cung, tạo cái dáng như kiểu cánh cung hoặc là cái dáng của cánh đôi chim đang bay. Ngay phía dưới thì có một cái hệ thống đèn gầm là đèn tránh sương mù dạng halogen, và nó rất nhỏ các bạn nhé. Cái điểm mắt của nó thì cực nhỏ luôn, nhưng mà là đừng đùa với cả cái mắt này các bạn ạ. Cái mắt này thì nó cực kỳ hiệu quả, trông thì rất đẹp. Nó cái đường mạ chrome ở hai bên này nó tạo điểm nhấn, và cái nhựa đen nhưng mà tạo cho hai cái mắt của đèn sương mù, thì gọi đèn gầm sương mù đấy, thì nó chỉ nhỏ bằng cái miệng chén, bằng cái miệng ly uống rượu thôi, nhưng mà lại đem vào hiệu quả ánh sáng cực tốt luôn. Ở bên phần thân xe thì quý vị vẫn nhìn thấy là đường gân dập nổi, có đường gân dập nổi gần phía đầu xe và đuôi xe. Đây ạ, phía đầu xe theo cái cua lốp trước đây, mình phải nhìn xa thì mình mới nhìn. Đây cua lốp trước đây nó có đường gân đây ạ, vuốt từ đèn pha theo đường cua lốp trước ra đến cánh, gọi là dưới gương chiếu hậu. Và phần đuôi thì cũng được dập một đường nổi từ đằng đèn hậu vuốt lên trên thân xe, hai đường chéo nhau, đường này vuốt lên theo cửa xe đây, các bạn nhìn thấy đây, vuốt từ đuôi đèn hậu vuốt theo dọc theo thân xe, nhưng lại không trùng nhau với cả cái đường dập. Nó có tất cả là ba đường GG. Đường G thứ nhất là từ đuôi xe, từ đèn hậu vuốt lên trên hết phần cánh sau đây, và từ một đường nữa là từ ở tay nắm cửa phía sau lại vuốt lên trên đèn lên trên gương chiếu hậu, và lại một đường nữa là ngay dưới gương chiếu hậu vuốt qua cua lốp lên trên đầu xe ra đến bên cả song song với cả nắp capo và đi ra đèn pha. Nó tạo ra ba đường nhấn, ba đường gân G nổi. Đây các bạn nhìn thấy ạ, ba đường gân G nổi tạo ra cái xe nó có một cái điểm nhấn 3D rất là đẹp. Xe thì được trang bị vành hợp kim 19 inch, vành đúc 19 inch hợp kim cho phiên bản Premium này, tức là R19. Các bạn nhìn thấy, cho nên là lốp rất to, vành la răng to, lốp to. Chạy thì chiếc xe này nó sẽ lốp to thì sẽ đưa đi lại cái cảm giác cân bằng và cái cảm giác lái nó sẽ đầm hơn. Các bạn nhé, lốp rất to, không có cái xe nào đỗ bên cạnh để các bạn có thể so sánh được. Chiếc xe này là
Vành là vành đúc R19. 225 trên 45 trên R19. Các bạn nào biết được thông số lốp xe thì các bạn sẽ biết được cái thông số lốp xe của chiếc Mazda 6 này. Chiếc này thì mình nói kỹ hơn với các bạn bởi vì nó là một dòng xe mới, xe siêu lướt và được trang bị rất nhiều cái tính năng hiện đại. Về cái giải đèo, cái đèn hậu phía sau thì đây ạ, các bạn nhìn thấy cái đèn hậu phía sau thì cũng được trang trí nối giữa hai đèn hậu là một giải mạ chrome, một thanh mạ chrome nổi ra hơi nhô ra bên ngoài một chút, gần như là cái đuôi gió, gọi là cái đuôi gió nhưng mà nó là tạo điểm nhấn cho hai cái đèn hậu, cho nên là sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và cái tinh tế là ở cái đèn hậu này nó có các cái vạch và gân gờ tạo cho khi bật đèn lên thì nhìn rất là đẹp các bạn nhé. Rồi cũng như là các cái điểm nhấn nằm chìm ở bên trong đèn chỉ thì các bạn sẽ nhìn thấy rất đẹp luôn ạ. Gân gờ nổi. Đây, đây là ở bên đèn lùi, còn đây là ở trong phía nó từng tầng từng lớp, đến khi bật lên thì rất đẹp luôn. Bởi vì nếu như mình các bạn nhìn bằng mắt thường chứ còn dùng bằng camera thì khi bật đèn lên thì sẽ bị ngược sáng, cũng sẽ không quan sát được hết. Về phần gầm các bạn nhìn thấy xe là phần đuôi xe được trang bị cảm biến lùi và xe vẫn được trang bị thêm camera lùi. Đây ạ, đây là cảm biến lùi. Các bạn nhìn thấy các mắt của cảm biến lùi, còn camera lùi đây. Camera lùi đây ạ. Thế còn về phần nội thất thì chiếc xe này, bây giờ mình sẽ đi vào phần nội thất của chiếc xe. Chiếc Mazda 6 này thì nội thất thì có lẽ là nó là đứng đầu của phân khúc hạng D, xe hạng D hiện nay. Về trang thiết bị cũng như thiết kế thì xe mình đi mở hết tất cả cửa xe thì mình giới thiệu cho các bạn. Mình thật sự yêu thích chiếc Mazda 6 này cho nên là mình sẽ làm clip rõ hơn, kỹ hơn về chiếc Mazda 6 này nhé các bạn nhé. Mình đặc biệt yêu thích nó cho nên mình sẽ quay chi tiết hơn mọi khi mình quay clip về xe. Chiếc không gian chiếc Mazda 6 này thì cực kỳ rộng rãi bởi vì chiều ngang của chiếc xe là 1m85. Xít soát 1m85 cho nên là xe cực rộng. Các bạn có thể nhìn thấy là cái khoảng giữa của hai ghế sau nó phải rộng đến gần bằng một ghế nữa. Đây các bạn nhìn thấy đây, khoảng giữa của hai ghế sau rất rộng luôn. Kể cả là cái ngăn đây, các bạn nhìn thấy ạ, rất rộng. Chỉ cần nhìn cái ghế sau là đã biết xe rộng đến nhường nào rồi ạ. Xe thì đầu tiên mình xin giới thiệu các bạn là xe được bọc một bộ da cao cấp. Toàn bộ xe là được bọc da cao cấp từ ghế đến táp lô. Đây, táp lô này cũng không phải là nhựa mà táp lô bọc da các bạn nhé. Đây, táp lô bọc da. Đây, đây là táp lô bọc da. Táp lô bọc da các bạn ấn nhẹ đây là biết táp lô bọc da cao cấp. Toàn bộ táp lô là bọc da cao cấp, ghế bọc da cao cấp. Đây, táp lô các bạn nhìn thấy táp lô đây. Rồi là ghế. Rồi là bệ tì tay. Cũng là da. Toàn bộ xe là bọc da hết. Ghế thì mình không nói rồi, dưới ghế thì dĩ nhiên là bọc da rồi. Rồi táp lô, táp ly. Rồi kể cả là hộp tì tay đây cũng là bọc da nhé các bạn nhé. Hộp tì tay toàn bộ bọc da hết. Đây, táp ly đây. Táp ly cũng bọc da các bạn nhé. Đây là da chứ không phải là nhựa nhé. Táp ly cũng bọc da hết. Và xe được trang bị gương đây ạ. Gương kính chỉnh điện cụp điện các bạn nhé. Gương xe được trang bị gương kính chỉnh điện cụp điện này. Rồi là
ghế chỉnh điện này, ghế chỉnh điện, và có hai chế độ nhớ ghế, ghế chỉnh điện và có hai chế độ nhớ ghế. Rồi là xe được trang bị cân bằng điện tử và đây ạ, xe được trang bị cân bằng điện tử và khởi động thông minh, rồi là đỗ thông minh. Các tất cả các cái điểm nhấn ở trong xe thì đều được mạ cờ rôm, như là cửa gió của điều hòa này, rồi là trên vô lăng này cũng được mạ cờ rôm rất đẹp luôn, các bạn nhìn thấy chưa? Toàn bộ là các cái gờ đấy là được mạ cờ rôm trên, kể cả trên mặt của bảng điều khiển điều hòa cũng mạ cờ rôm. Các bạn nhìn lên nội thất của xe, xe được trang bị cửa sổ nóc. Đây, cửa sổ nóc rất đẹp. Kể cả nhìn đằng sau thì nhìn cái cửa sổ nóc đấy. Chiếc xe này thì ngoài cái hệ thống kính ra thì nó còn được trang bị hệ thống rèm chiếu nắng chống nắng các bạn nhé. Còn được trang bị thêm hệ thống rèm chống nắng nữa. Cũng như là các cái dòng xe Mazda khác thì xe được trang bị hệ thống Sport đây. Nút chuyển Sport chuyển sang chế độ thể thao bằng nút này, và cũng núm xoay này, các bạn nhìn thấy núm xoay, núm xoay đều điều khiển màn hình. Đây là điều khiển màn hình phanh điện tử. Phanh điện tử đây, phanh tay điện tử. Đề start top. Vô lăng tích hợp bàn phím. Gầy số thể thao trên vô lăng. Động cơ 2.0. Đấy là những cái mà màn hình camera lùi nằm ở đây. Và chiếc xe này cái vô lăng của chiếc Mazda 6 này được bọc da rồi. Và chiếc xe này nó có một cái, một số thứ nó tương đồng với cả chiếc xe CX-9. Còn đồng hồ của nó là đồng hồ 3 vòng, nhưng mà nó lại có một cái đồng hồ đặc biệt là khi các bạn nổ máy thì mình sẽ bật cho các bạn xem. Khi các bạn nổ máy thì các bạn nhìn thấy chưa, nó tự động có một cái màn hình nó nổi lên. Và trên cái màn hình đó thì các bạn nhìn thấy chưa, các bạn có nhìn thấy số 0 không ạ? 0 km trên giờ không ạ? Đây là một cái màn hình rất thông minh và được tích hợp trên chiếc xe này các bạn nhé. Màn hình thông minh được tích hợp trên chiếc xe này để khi mình vừa lái mình vẫn có thể quan sát được. Khi tắt đi thì cái màn hình này nó sẽ cụp xuống đó. Đây là màn hình trên phiên bản Premium nó mới có cái màn hình này. Khi ở trên bản Premium thì nó có cái màn hình này, người ta gọi là màn hình ADA, và có gãy số thể thao trên vô lăng. Gãy số thể thao trên vô lăng đây. Nút gãy số thể thao trên vô lăng đây. Đấy là ở trên phiên bản Premium thì nó có như thế. Trong trang thiết bị thì nó mình thấy là đẹp hơn, thoải mái hơn. Màn hình thì màn hình 7 inch cảm ứng đa điểm. Mình sẽ bật cái màn hình lên cho quý vị xem. Khi khởi động, vào xe khởi động thì màn hình tự lên.
cảm ứng đa điểm luôn. Và xe được trang bị dàn âm thanh là 11 loa Bose. Chiếc xe này được trang bị 11 loa Bose các bạn nhé. Đây ạ, các bạn nhìn thấy xe được trang bị loa Bose. 11 chiếc loa Bose được lắp ở trên chiếc xe này. Phiên bản Premium được lắp 11 chiếc loa Bose. 11 chiếc loa Bose được lắp ở trên chiếc xe này. Kín loa, kín xe. Các bạn đã thấy cái độ sang trọng của chiếc xe này được trang bị chưa? 11 chiếc loa Bose này nó đập thì chắc chắn là cực kỳ hay. Các bạn nào mà biết về âm thanh thì hiểu là loa Bose nó ấy nào. Còn xe này thì 2.0. Là cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu nó cũng vừa phải. Mình thì mình thích phiên bản 2.0 hơn, mặc dù 2.0 thì nó rẻ hơn phiên bản 2.5, nhưng mà mình lại vẫn thích 2.0 hơn. Mình vẫn biết thích phiên bản 2.0 luôn, bởi vì nó kinh tế hơn, nó đỡ tốn xăng hơn, và xe mua lại rẻ hơn phiên bản 2.5 một chút. Xe được lắp định vị các bạn nhé, có định vị và 6 túi khí. Xe tất cả được trang bị 6 túi khí, đó là một chữ túi khí ở trên vô lăng. Một túi khí vô lăng, một túi khí ở trước ghế phụ. Một túi khí ở hai túi khí ở hai bên cột giữa. Các bạn nhìn thấy hai bên cột giữa đều có túi khí. Và hai túi khí nữa là nằm ở trên ghế. Đây ạ, trên ghế, ngay trên ghế trước. Xe được trang bị 6 túi khí. Bản Premium này thì nó được trang bị thêm hệ thống cảnh báo điểm mù, cả và cảnh báo phương tiện cắt ngang qua. Các bạn nhé, xe được trang bị bản Premium nó có được trang bị thêm cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang qua. Và đây là có cả cảnh báo lệch làn đường. Đây là xe được trang bị cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, cảnh báo lệch làn đường, khởi động và tắt máy thông minh, đỗ thông minh, và có cả chức năng là cảnh báo cảm biến, là cảnh báo điểm mù, rồi cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo lệch làn đường. Đấy là những cái mà mình muốn nói về cho quý vị về cái chiếc xe này. Còn rất nhiều điểm ưu việt nữa nằm ở trên chiếc xe này mà chỉ quý vị đi, khi quý vị đi và quý vị thưởng thức chiếc xe này thì nó mới thể hiện hết. Mình chỉ giới thiệu qua, đánh giá qua về một số những cái ưu điểm, những cái chức năng của chiếc xe này. Thì còn đâu thì quý vị hãy tự đến, tự cảm nhận. Các bạn hãy đến với cả Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương để cảm nhận sự sang trọng, lịch lãm và trang bị hiện đại của chiếc Mazda 6 sản xuất năm 2018 phiên bản 2.0 Premium, hiện nay đang được bày bán tại chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá là 765 triệu đồng. Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin hân hạnh được đón tiếp, chào đón quý vị về xem xe, chạy thử và tự mình trải nghiệm những trang thiết bị và những cái được trang bị trên chiếc xe Mazda 6 2018 phiên bản 2.0 Premium này. Chiếc xe này thì mình hiện nay đang bán với giá là 765 triệu đồng quý vị nhé. Quý vị hãy về với Dung Audi, quý vị hãy về với chợ ô tô số 1 Hải Dương để chạy thử và trải nghiệm chiếc xe này ạ. Quý vị nào chưa đăng ký kênh xin vui lòng bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ, quý vị hãy bấm vào quả chuông và nó sẽ hiện lên tất cả, tức là ở trên đầu quả chuông nó có hai cái dâu, quý vị hãy bấm vào nút đó.
Quý vị sẽ là người đầu tiên nhanh nhất nhận được thông báo mỗi lần mình live stream báo giá trực tiếp, hoặc là mỗi lần mình up video clip về mỗi chiếc xe chi tiết. Mình up video clip thì mình up chi tiết từng một chiếc xe một, còn báo giá thì mình sẽ live stream chung cả bãi tất cả các xe. Mình sẽ live stream báo giá qua, và còn mỗi chiếc xe mình quay clip riêng nói về cấu tạo của chiếc xe, so sánh đặc điểm của chiếc xe, các phiên bản của đời xe, cũng như là nói rõ những cái ưu điểm, nhược điểm của mỗi loại xe. Thì mình sẽ làm clip riêng chi tiết về mỗi chiếc xe. Quý vị hãy đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình up video clip mới hoặc live stream trực tiếp ạ. Dung Audi ô tô của Hải Dương, số điện thoại 0855 966 966. Xin hân hạnh được đón tiếp quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video clip tiếp theo. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.